Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Đưa Cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án các dự án các dự án đến từ nhiều nền tảng uy tín với chất lượng cũng như đến từ các sản dịch Các bạn đừng quên là nút like, subscribe chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn thêm một dự án đến từ nền tảng có 98 một trong những nền tảng mà thành công nhất của người Việt chúng ta đến với thị trường thế giới ở trong thế giới crypto này Uh, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một poll tài thưởng là 1.500 token C98 uh, Với giá của C98 hiện tại thì cái pot tài thưởng này cũng tương đối là lớn ở trong một cái sự kiện để chào đón Giáng sinh uh, Hiện nay thì C98 thì như các bạn đã biết là đang có mặt ở trên comic cap và nhiều sản dịch khác nhau Mình cũng sẽ cho các bạn xem qua một chút về đồng coin C98 Nó thì giá hơi cao và nếu như giá C98 thấp thì đây cũng được xem có thể là một trong những lựa chọn đầu tư khá là hợp lý vì sen 8 thì bên cạnh nền tảng ví có rất là nhiều nền tảng khác nhau để anh em có thể là tin tưởng và uh, đầu tư thì nếu như mà giá nó rơi tầm khoảng từ 1 đến 1,5 đô mà nếu anh em mà bắt đáy được thì khá là ok đấy con này thì cũng khá là chất lượng của người Việt chúng ta nó được xem như là một trong những cái biểu tượng của người Việt và nó còn thậm chí mình nghĩ là còn hay hơn AC bởi vì là nó nền tảng của nó thì uh, bền vững hơn Hiện nay thì con C98 có mặt trên ba nền gate, KuCoin và nhiều sàn dịch khác nhau. Phần lớn những sàn lớn hiện nay đều đã nít ở token C98. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại với dự án Nairobi chúng ta sẽ cùng nhau làm. Dự án hồi uh, hôm nay thì có một bao tài thưởng là 1.500 uh, token C98, thời gian dự ra sự kiện sẽ từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 12 Như vậy chúng ta còn ít ngày nữa, còn khoảng 3 ngày nữa để các bạn có thể là làm điều này Thì sự kiện này có một cái điều rất là đặc biệt mà mình cũng nói luôn là nếu như anh em nào mà có điều kiện tuyển rep ấy, thì chúng ta lên uh, tham gia sự kiện này bởi Vì là sự kiện này anh em tuyển được càng nhiều rep thì anh em sẽ nhận được càng nhiều coin Uh, đối với sự kiện này chắc chắn anh em sẽ cần phải tạo một tài khoản uh, trên coin uh, coi 98 và ở đây nó hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta lấy phần rapper ID để khai báo ở trong cái phần này Đấy, ở đây các bạn sẽ lấy cái phần rapper ID uh, rapper ID để chúng ta khai báo ở trong đây trước tiên bây giờ mình sẽ làm như vụ đầu tiên nó đang nhập với tài khoản Twitter Google và follow kênh coi 98 wallet mình đã follow từ trước rồi nhé tiếp theo chúng ta sẽ retweet một bài đăng ở trên coi 98 này Rồi ờ, chúng ta sẽ nhận được vụ ở đây thì có phần Submit coi uh, 98 Wallet Các bạn thấy là sự kiện này có khá ít người tham gia Và cơ hội tranh tài thưởng thì nó sẽ dễ hơn Thì bây giờ anh em có thể xem cái hướng dẫn ở đây Chúng ta sẽ lấy cái không phải là địa chỉ ví Mà chúng ta sẽ lấy cái phần Left for ID anh em nhé Chúng ta này sẽ lấy phần Left for ID Ở đây có phần hướng dẫn anh em lấy cái phần Left ID này Các bạn ấn vào cái avatar ở góc trên cùng bên trái Hình người Ở đây nó sẽ hiện lên cho chúng ta cái Left for ID Chúng ta copy phần này và chúng ta paste vào trong đây nhé Chúng ta paste phần ID của ví coi 98 ở đây chúng ta nút con tin để xác nhận nhiệm vụ. Tiếp theo địa chỉ ví hai 20 ở trên coi 98 các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lấy địa chỉ ví hai 20 trên cùng cái cái tài khoản mà chứa đáp phần ID nhé được chưa Chúng ta paste phần địa chỉ hai 20 ở đây chúng ta nút con tin. Tiếp theo đến đến phần là shape blog post và test ba người với thẻ test ở đây chúng ta mở ra. Chúng ta đánh dấu cách xuống dòng này. Đây, Phần này rất quan trọng Các bạn nhìn thấy chữ Coi98 Wallet chưa? giờ mình sẽ Thêm thẻ test này Không yeah, no. copy rồi no. yeah. Coi98 Wallet Copy được chữ Coi98 và chữ Wallet phải tự viết tay Coi98 Wallet Rồi tiếp theo là cái thẻ test Cái thẻ test tiếp theo này sẽ là cái Cái này sẽ là cái ID Refer ID Refer như hôm nãy mình đã khai báo ở trong cái phần Submit Core 98 Wallet Refer ID đấy Rồi tiếp theo là phía dưới nó sẽ test 3 người dùng ba người trên Twitter Đơn giản thôi đúng không ạ Phía đây chúng ta nó lút tweet Ok ở đây chúng ta sẽ lút con tin hoàn tất quá trình đăng ký nhé Có thế thôi Bây giờ công việc các bạn là gì ạ Bây giờ chúng ta lo là tuyển test thôi thì ở trong cái sự kiện này ấy, khi các bạn uh, mời được càng nhiều người uh, dùng tham gia vào co 98 thì các bạn sẽ càng nhận được càng được chia pau tài thưởng lớn hơn pau nó sẽ là 1500 c 98 có thể có những ông mà ăn được tiền tới 100 c 98 luôn mà nếu ăn 100 c 98 có 300 u rồi chỉ cần là các bạn uh, tích cực đi tuyển rep thôi đúng không ạ nói luôn là sự kiện này sự kiện dành cho việc tuyển rep là chính đấy thì anh em nào có điều kiện tham gia người ta tham gia Admin thì xếp cái gì cũng phải nói chuẩn cho anh em để anh em có thể nắm bắt được nhé Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video. Xin chào các bạn. video tiếp theo.